Những gì chúng tôi biết và những gì chúng tôi muốn từ iPad cơ bản tiếp theo các iPad mới 10.2/2021 chỉ thời gian gần đây đã hạ cánh. Nhưng nó không bao giờ là quá sớm để bắt đầu suy nghĩ về mô hình tiếp theo, trong đó vì chúng ta không chắc chắn về kích thước màn hình được nêu ra, chúng tôi chỉ gọi iPad mới 2022 cho bây giờ. Có rất ít tin tức về phương tiện dự phòng tiếp theo của Apple, nhưng chúng tôi có thể dự đoán một số điều và bạn sẽ tìm thấy những điều đó bên dưới, bao gồm ngày phát hành có thể có, giá cả cũng như một số thông số kỹ thuật và tính năng. Sau đó, chúng tôi đã bao gồm một danh sách mong muốn về những gì chúng tôi muốn thấy từ iPad 2022 mới để biến nó trở thành iPad ngân sách tốt nhất có thể. Và hãy nhớ kiểm tra lại thường xuyên, vì chúng tôi sẽ cập nhật bài viết này bất cứ khi nào chúng tôi nghe thấy bất kỳ tin tức hoặc tin đồn nào về máy tính bảng này. Khi tôi hỏi đáp nó là gì? Máy tính bảng giá rẻ tiếp theo của Apple khi nào nó ra? Có lẽ là tháng 9 năm 2022 nó có giá bao nhiêu? Có khả năng khoảng $329, 319 bảng Anh AU, $499. Giá và ngày phát hành iPad 2022 mới. Chúng tôi không biết khi nào iPad 2022 mới sẽ được công bố, nhưng chúng tôi có thể đoán tốt. Vì iPad 10.2 2021 được công bố vào ngày 14 tháng 9, iPad 10.2 2020 được công bố vào ngày 15 tháng 9 của năm ra mắt và iPad 10.2 2019 vào ngày 12 tháng 9. Có thể bạn đang nhận thấy một mẫu ở đây. Tất cả chúng đều được công bố vào khoảng giữa tháng 9 và trong 2 năm qua, chúng cũng được công bố vào thứ ba. Vì vậy nếu phải tìm hiểu cụ thể hơn, chúng tôi đoán iPad 2022 mới sẽ được công bố vào thứ ba ngày 13 tháng 9 năm 2022. Thời gian từ khi thông báo đến khi có sẵn có nhiều thay đổi, nhưng không chắc sẽ lâu hơn một vài tuần. Vì vậy chúng tôi nghĩ rằng iPad 2022 mới sẽ có mặt tại các cửa hàng trước cuối tháng 9 năm 2022 và thậm chí có thể trong vài ngày kể từ ngày ra mắt sự thông báo. Về giá cả, iPad 10.2 2021 bắt đầu ở mức $329, 319 bảng Anh AU, $499, và iPad 10.2 2020 có giá khởi điểm tương tự, vì vậy chúng tôi sẽ nghĩ rằng có khả năng tương tự một lần nữa. Nhưng không có tin tức về điều đó được nêu ra. Tin tức và dò gì vẫn chưa có tin tức nào về iPad 2022 mới, nhưng có một điều chúng ta có thể khá tự tin là nó sẽ sử dụng màn hình LCD. Có một số gợi ý rằng Apple có thể chuyển sang OLED cho iPad E5, nhưng các báo cáo gần đây cho thấy điều đó không xảy ra và không có đề cập đến việc iPad cơ bản có công nghệ màn hình này. Cũng có thể sẽ không có bất kỳ thay đổi đáng kể nào đối với máy ảnh mặt trước, vì đó chỉ là một nâng cấp lớn cho kiểu máy mới nhất. Mặc dù vậy, chipset chắc chắn sẽ tốt hơn, với việc Apple có thể sẽ trang bị cho iPad 2022 mới A14 Bionic từ phạm vi iPhone 12 dựa trên hình thức trước đây. Hai điều có thể xảy ra là thiết kế có thể được hiện đại hóa phù hợp với tất cả các dòng iPad khác của Apple và 5 giờ có thể có hoặc có thể không. Chúng tôi nghĩ rằng đến năm 2022 thì nó sẽ đến hạn. Nhưng iPad E4 2020 cũng không có 5 giờ, vì vậy Apple có thể thêm nó vào iPad E5 nhưng để nó ra khỏi iPad cơ bản trong 1 năm nữa. Những gì chúng tôi muốn xem để làm cho iPad 2022 mới tốt nhất có thể, chúng tôi muốn nó có những điều sau đây. 1. Face ID. Việc thiếu Face ID trên iPad 10.2 2021 mới không quá ngạc nhiên vì Apple hiện đang bảo lưu công nghệ này cho phạm vi iPad Pro. Nhưng trên mảnh đất iPhone về cơ bản, nó hiện là một tính năng tiêu chuẩn và đã tồn tại trong nhiều năm, vì vậy chúng tôi muốn thấy công ty cũng làm cho nó trở thành tiêu chuẩn trên iPad. Chúng tôi không đặc biệt mong đợi iPad 2022 mới có Face ID, vì nó có lẽ sẽ là sản phẩm cuối cùng dành cho nó, với các dòng iPad Air và iPad Mini có thể sẽ nhận được nó trước nhưng sẽ rất tuyệt. Công nghệ này đã tồn tại quá lâu nên có vẻ như nó không cần phải là một tính năng cao cấp nữa, vì vậy Apple, hãy dừng việc kìm hãm nó lại. 2. Một thiết kế hiện đại. Dòng iPad cơ bản hiện là dòng máy tính bảng duy nhất của Apple không có thiết kế hiện đại với viền nhỏ hơn và không có nút home. Thậm chí iPad Mini 2021 cũng có kiểu dáng này.
Thay vào đó, bạn bị mắc kẹt với vẻ ngoài rất cũ và tương đối rẻ trên iPad 10.2 2021, và đó là thứ mà chúng tôi muốn thấy trên iPad 2022 mới. 3. Hỗ trợ cho các phụ kiện iPad 10.2 2021. Hỗ trợ Apple Pencil gốc và bàn phím thông minh, nhưng nó thiếu hỗ trợ cho Apple Pencil 2 và Magic Keyboard, khiến cho việc nhập liệu và phát thảo trở nên kém hiệu quả hơn hoặc so với các máy tính bảng khác của Apple. Việc hỗ trợ các phụ kiện này không khó và chúng tôi sẽ không nghĩ rằng họ sẽ thêm nhiều nếu bất cứ điều gì vào chi phí của Apple. Vì vậy thực sự không có lý do gì để chặn iPad 2022 khỏi chúng. 4. Hiệu chỉnh lại loa iPad 10.2 2021. Không có loa kém, nhưng không giống như iPad mini 2021 và iPad Air 4, chúng không hiệu chỉnh lại dựa trên hướng của máy tính bảng. Với một trong những máy tính bảng đó, bạn sẽ nhận được những gì tốt nhất từ loa cho dù bạn sử dụng phương tiện chặn ở hướng dọc hoặc ngang, nhưng không phải ở đây. Hy vọng rằng Apple sẽ khắc phục điều đó cho mô hình tiếp theo. 5. Kích thước cơ bản 128GB với iPad 10.2 2021. Apple đã nâng cấp kích thước lưu trữ cơ bản từ 32GB nhỏ bé thảm hại của iPad 10.2 2020 lên 64GB, vẫn còn khá nhỏ. Chúng tôi biết rằng đây là một phương tiện rẻ, vì vậy công ty muốn giảm chi phí càng nhiều càng tốt, nhưng 64GB là dung lượng lưu trữ vừa đủ chấp nhận được vào năm 2021, chứ chưa nói đến năm 2022 khi dự kiến có model tiếp theo. Vì vậy, chúng tôi muốn thấy iPad 2022 mới bắt đầu với 128GB dung lượng lưu trữ, đặc biệt là không có khe cắm thẻ nhớ microSD. Hy vọng bài viết hữu ích dành cho bạn. Chia sẻ hữu ích nhé!